Đây là MZ Milk Bean Knight. Đây là Switch Linear với cấu tạo Top Housing LE, Stem OK, Bottom Housing Per Ohm. Lò xo 20mm với lực nhấn Bottom Out khoảng 46g. Đây là Switch được gia công bởi Bison và gắn thương hiệu MZ. Hãy cùng mình nghe sound test nhé!